trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Việt Thai, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và anh Võ Nguyễn Duy Khô. Trở lại với vấn đề của tuần này, chuyến đi của ông Thừa Sân sang Á Châu, đặc biệt là cái chạm dừng chân cuối cùng ở Trung Quốc và tất cả những cái dự đoán về tương lai tốt hay xấu giữa Mỹ, Trung Quốc, vùng Á Châu, Thái Bình Dương. Riêng đối với cộng đồng Việt Nam mình, nhìn về tình hình ở Việt Nam, theo Khô thấy cái chuyện tệ nhất có thể xảy ra là cái gì? Và nếu nó xảy ra thì làm sao mình có thể thay đổi được hay là ngăn ngừa đừng cho nó xảy ra? Dạ, thưa anh Bình, thưa hai chú và thưa quý vị khán thính giả. Trước hết là nói về vấn đề Việt Nam thì chúng ta nói ở cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại trước. Thì như em nói hồi nãy, chúng ta cộng đồng Việt Nam ở tại Hoa Kỳ nói riêng và ở khắp thế giới hải ngoại nói chung đó, thì cần phải đoàn kết hơn nữa. Nhất là ở Hoa Kỳ thì chúng ta cần phải gây ảnh hưởng và có tiếng nói nhiều hơn nữa với các dân cử của chúng ta, và chúng ta phải có tiếng nói ở trong dòng chính. Thì lúc đó sức mạnh hoặc là lời nói của cộng đồng chúng ta mới có tiếng nói, mới gây được ảnh hưởng và mới có tác động được đến khu vực ở Việt Nam, ở tại quê nhà. Đối với đồng bào ở trong quốc nội thì những cái chuyện như là Formosa, môi trường, những cái chuyện chưa nói đến vấn đề chính trị mà nói đến cái vấn đề dân sự, xã hội, đời sống, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đồng bào chúng ta, thì những cái điều đó nó đã xảy ra, nó đang xảy ra và nó đã làm cho đồng bào chúng ta ở trong nước hiểu rất rõ và họ đang đấu tranh vì cái quyền sống của mình. Chưa nói đến vấn đề là vì chính trị hay thể chế gì hết, nhưng mà về quyền sống của mình trước hết. Thì thay đổi hay không là do đồng bào quốc nội của chúng ta, thứ nhất. Và đảng Cộng sản phải nhìn thấy được đồng bào đang cần cái đời sống tốt đẹp hơn. Nếu họ không thay đổi thì họ sẽ bị cái làn sóng của chính những người dân trong nước chúng ta lật đổ hay là làm thay đổi. Thì đó là tiếng nói của người dân trong nước và họ đang chịu sự đau khổ đó, thưa anh Bình, thưa hai chú. Chú Khiêm nghĩ là Mỹ có thể nào đi đêm với Trung Quốc, với chính quyền Việt Nam để có những cái thỏa hiệp gì mà nó làm hại cho người dân Việt Nam, dân tộc Việt, đất nước Việt Nam cũng như là cho những cộng đồng người Việt tị nạn? Thực ra đó thì cộng đồng tị nạn của mình ở trong cũng như là những cỡ tranh đấu trong nước ấy, mình đừng có trông vào là Mỹ làm lợi hay làm hại, mà chính tại mình, đầu tiên là tại mình, cái nội lực của mình không biết sử dụng thì đó là mình chịu thôi. Ví dụ như là tiến sĩ Quân vừa nói đó, là mình tham dự dòng chính, mình tham dự như thế nào, có nghĩa là không phải là mình đứng hẳn về đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà mình có thể chia làm người thì vào Dân Chủ, người Cộng Hòa, nhưng mà mặc dù cái người của Việt Nam vào Dân Chủ, Cộng Hòa, nhưng mà đấy là bên ngoài. Bên trong mình không bao giờ đánh đấm nhau để chia rẽ, điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, chúng ta biết có một điều là Hoa Kỳ cũng không thể nào mà nói là bán đứng cái khu vực Biển Đông để cho Trung Quốc khống chế, bởi vì những quốc gia như là bên Âu Châu chẳng hạn, Pháp cũng cảm thấy rõ ràng là cái Biển Đông là cái việc và sự thông thương về phải là tự do, cho nên những quốc gia đó người ta cũng không để cho Hoa Kỳ gọi là cùng với Trung Quốc chia sẻ Biển Đông, để cho những chỉ có Hoa Kỳ và Trung Quốc lợi thôi. Đó là điều mà chúng ta biết, kể cả Nhật Bản nữa, Nhật Bản cũng đâu có chịu như thế. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái cuộc tập trận trong tương lai đi, thì chiến hạm của Nhật Bản đã bắt đầu xuất hiện, giống như là hàng không hạm đó. Và Nhật Bản sẽ có một cái hàng không hạm thứ hai nữa, là cái tàu trực thăng thứ hai sẽ xuất. Và trong khi đó chúng ta cũng thấy một điều là từ trước nay đó, thì Đài Loan chưa bao giờ nói cả, nhưng mà bây giờ Đài Loan đã nói rằng Đài Loan có hỏa tiễn có thể bắn tới Trung Quốc, và đồng thời chính quyền Đài Loan muốn là tự mình đóng tàu ngầm. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy. Thành ra cái vấn đề Biển Đông ấy, không phải là cái diện theo cái kiểu CSIS người ta đã bình luận,
ta bảo Biển Đông không phải là cái diện, chỉ là cái diện thôi, cái điểm mới là Đài Loan. Bởi vì càng lâu Đài Loan càng tách ra khỏi Trung Quốc, cho nên Trung Quốc nhằm cái quan trọng chính là Đài Loan chứ không phải là hoàn toàn là Biển Đông mà thôi. Và vì vậy cho nên Đài Loan là điều rất quan trọng. Và cái Scarborough là cái vùng mà của Philippines ấy, cái khu vực mà chúng ta gọi là tam giác Scarborough, Trường Sa, Hoàng Sa, cái khu vực đó tàu ngầm của Trung Quốc cần để đi qua khu vực đó để ra Biển Đông. Cho nên cái việc mà Trung Quốc trong tương lai sẽ có thể xây thêm một số những cái căn cứ quân sự, có thể nếu mà chính quyền của Trump không chứng tỏ một cái quyết tâm thì Trung Quốc sẽ có thể xây như thế. Nhưng mà những các quốc gia còn lại, kể cả Nga nữa, cũng không muốn Trung Quốc độc chiếm Biển Đông. Cho nên Việt Nam được có một cái lợi thế là vì đó là một cái quốc gia bản lề, và nó khống chế cả cái vùng Đông Nam Á, và 5.000 tỷ đô la sẽ đi qua đó, của thế giới sẽ đi qua đó, thì không một quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, có thể độc chiếm được. Không độc chiếm Biển Đông nhưng có thể độc chiếm Việt Nam được. Tôi thấy là bây giờ họ đâu có cần gì mà phải độc chiếm Việt Nam. Tất cả những cái chuyện gì mà họ xuất khẩu đó là môi trường, rồi họ có Đảng Cộng sản đó. Đảng Cộng sản thì cũng là một cái người mà nghe là thái thú là ở chỗ đó rồi, thì tôi thấy là, nhưng mà mình nói như vậy nhưng mà không phải là 100% như vậy. Tại vì chính trong Đảng Cộng sản cũng nhiều người thấy là cái sự hiện diện Trung Quốc và những cái lỗi lầm trong quá khứ từ Hồ Chí Minh và đi theo Mao Trạch Đông tới bây giờ đó, họ cũng hiểu. Và nếu mà họ tiếp tục cái này đó thì là Việt Nam sẽ, nhân dân Việt Nam sẽ lật họ thành, do đó cũng có nhiều người trong Đảng Cộng sản đứng lên muốn tách ra khỏi Trung Quốc. Thành ra ở cái chỗ này đó là cái chuyện đó mình không có thể nói mà vừa đũa cả đám được. Đó là một. Cái thứ hai thì mình thấy là ở trong Cộng sản thì cũng có nhiều người bây giờ không nói về Đảng Cộng sản nhưng mà nói về Việt Nam nhiều hơn. Tinh thần đấu tranh độc lập của người Việt Nam thì mình thấy là mình không có, tất cả là mình cứ nói mình ở ngoại quốc thì mình cứ nói vậy, nhưng mà thật ra thì cũng có nhiều người là rất là muốn tách ra khỏi Trung Quốc. Nhưng mà làm sao để họ tách ra Trung Quốc thì mình thấy là, vì vậy tôi ngồi ở trên này tôi cũng nói nhiều lần là cái chính sách ngoại giao của Việt Nam không đến nỗi dở đâu. Mình cứ chửi họ nhưng mà không đến nỗi dở đâu. Họ nghĩa là quốc tế hóa được cái vấn đề Biển Đông thì bây giờ đâu có phải hồi xưa rồi, đâu có cái vụ đó. Chỉ có giữa Việt Nam và là Trung Quốc thôi. Bây giờ đâu có phải giữa Việt Nam và Trung Quốc, mà giữa Việt Nam, Trung Quốc, Nhật, Mỹ, Malaysia, rồi Singapore này, cái thành ra họ có thành công chứ không phải không. Cái gì mình phải nói. Thành ra tôi nói là mình phải hiểu giữa trong cái Đảng Cộng sản cũng có nhiều người họ cũng có tinh thần yêu nước chứ không phải là không đâu. Nghĩa là mình chỉ nói như vậy thôi. Thì ở chỗ đó thì mình thấy là Việt Nam thì cố gắng về vấn đề quân sự để cho nếu mà Trung Quốc có làm cái gì đấy thì phải trả giá rất là nhiều, rất là nặng. Tôi nghĩ là nếu mà cái tàu Liêu Ninh và cứ vô Biển Đông thì có thể bị bắn chìm đó, chứ không phải là không đâu. Mình không có dám nói quả quyết, nhưng mà không phải là Việt Nam sẽ làm như là đảo Gạc Ma hồi trước đâu, không có như vậy nữa đâu. Kỳ này thì nó sẽ khác. Thì tôi thấy là cái chuyện này đó thì trong cái khi mà chính quyền Mỹ về chính sách nó chưa rõ ràng thì người nào cũng phải thủ để tự lực tự cường và cố gắng tự bảo vệ mình. Thì cái đó là cái chuyện mà tôi nghĩ là một phần nào Việt Nam cũng có những nhiều cái cố gắng chứ không phải là không. Thì mình phải nói như vậy. Các quốc gia như chú Quân vừa nói thì đều có một cái chiến lược gọi là kế hoạch phòng hờ những cái thay đổi trong chính quyền Trump. Thì Việt Nam đã làm đủ chưa? Và trong trường hợp Việt Nam có khi nào mà có nguy cơ nào bị bỏ rơi? Còn thì mình thấy là cái này là cái bàn cờ của hai nước lớn. Mình thì mình ở trong cái này thì mình phải nhìn cái bàn cờ đó họ đi sao, rồi mình lợi dụng cái kẽ hở để mình làm cái chuyện của mình. Nhưng mà nói là cái này là nó lớn hơn mình, nhiều khi đâu có phải là mình muốn là được là hết đâu, phải không? Thì nhưng mà dù muốn dù không đó,
họ không, nếu mà mình có nhiều cái cố gắng để học, cũng như là Nhược sĩ Khiêm nói là không, họ không có thể, bây giờ nó thành quốc tế hóa rồi, nó không có thể làm giữa hai nước mà nó ấy với nhau thôi, thành ra cái chuyện đó là hết rồi. Thì bây giờ thì cũng mình phải khôn khéo và lanh lẹn, khôn khéo lanh lẹn để giải quyết những cái khó khăn các cái giữa các cường quốc và các cái nước mà ở chung quanh nó. Trong đó có Nhật Bản, mà tôi nhắc là Nhật Bản cũng là có thể là một cái ảnh hưởng rất là lớn, vì họ là người Á Châu, họ đã qua cái đó và họ đã dùng cái chính sách người Á Châu rồi, trong quá khứ rồi, thì họ cũng hiểu trong đầu người Trung Quốc họ muốn cái gì. Đó, cái chuyện đó thì ở chỗ đó thì mình phải để ý cái chuyện đó. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Và trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi cũng xin nhắc lại là vào chiều Chủ nhật sắp tới này, ngày 26 tháng 3, sẽ có một buổi hội thảo với đề tài, một những cái đề tài chính của chương trình này, đó là chính sách đối ngoại mới của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ ảnh hưởng đến Á Châu, Thái Bình Dương, và đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào. Và trong cái hoàn cảnh mới, chính sách mới đó, thì những người Việt Nam tị nạn nên có một cái kế hoạch như thế nào với cái tình thế mới như vậy. Xin quý vị, xin mời quý khán giả đến tham dự buổi hội thảo, hội luận vào lúc 1 giờ chiều tại địa chỉ là 8200 đường Westminster, bên cạnh Hội đồng hành, bên cạnh tòa thị chính của thành phố Westminster. Và cũng là dịp để quý khán giả sẽ có dịp gặp và trao đổi trực tiếp với các vị diễn giả trong chương trình Luận đàm Thời sự từ lâu nay. Xin kính chào quý khán giả và xin hẹn gặp. Chương trình này được bảo trợ bởi Tuần báo Viettime, Thế giới trong tầm tay, phát hành mỗi thứ sáu tại California, Texas và hầu hết những tiểu bang có người Việt Nam cư ngụ tại Hoa Kỳ. Đặt mua báo, quảng cáo, xin liên lạc 714-262-7028.